Rồi chào các con. Trời ơi. Cưng quá, cưng quá. À, chào các con nha. Chào các con nha, chào chào. Chào. Ô. Chào các. Chào các con. Bữa nay các con vui không? Vui không? Giỏi quá, giỏi quá. Bé nào cũng xinh cũng đẹp đó. Mà cảm ơn con nha. Dạ. Ồ, cảm ơn. Ồ. Dạ con. Ê, con được qua nhà em đó. Dạ. Cảm ơn con nha. Rồi rồi, bắt tay vào nha. Chào. Chơ dở. Dở. Ủa đây con lộn cơ. Hôm nay sao bé này lớn như vậy? Đây bé nào thêm bé đây. À, bé này lớn. Chào cô, cảm ơn con nha. Cà. Hoa tươi nhất cho con nha. Cưng quá, cưng quá. Không để tham quan các cảnh trước vô lễ Phật, sau tham quan cảnh rất là đẹp và nghe chim hót, có hoa sen. Một cảnh núi rất là đẹp đó cả nhà mình.
Rồi mình đang đứng trong khuôn viên của chùa Thiên Mụ nè các bạn. Mình đã ở ngoài miền Trung 7 ngày, bữa nay là ngày thứ 7. 2 ngày mình ở Quảng Trị, 5 ngày mình ở Huế, bữa nay là ngày thứ 7. Mình đang đứng đứng trong khuôn viên của chùa Thiên Mụ. Hai vợ chồng tự sướng.